Trụ sở mới đại sứ quán Mỹ nằm ở Thung lũng Silicon của Hà Nội, đón quy hoạch metro và đường trên cao. Chiều ngày 25 tháng 8, tại khách sạn Marriott Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận cho thuê đất xây dựng trụ sở mới đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Tham dự sự kiện này có Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đại diện lâm thời Mỹ Christopher Klein, phía Việt Nam có Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Thông tin từ EYP Architecture and Engineering, đơn vị phụ trách kiến trúc, thiết kế dự án khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ sẽ nằm giữa đường Phạm Văn Bạch và công viên Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Diện tích của khu phức hợp này khoảng 3,2 ha với quy mô xây dựng khoảng 39.000 m2. Tổng ngân sách dự án là 1,2 tỷ đô, tương đương với hơn 27.222 tỷ đồng. Về danh giới, phía đông bắc khu đất giáp với công viên Cầu Giấy, phía tây bắc giáp với tòa nhà FPT Tower phía tây nam giáp đường Phạm Văn Bạch và trụ sở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Viện Huyết Học Trung Ương; phía đông nam giáp với trụ sở Báo Lao Động và trung cư Luxury Parkviews. Trên thực tế, ở Hà Nội vẫn còn có một số khu vực được các quốc gia lựa chọn đặt trụ sở đại sứ quán, đơn cử như khu ngoại giao đoàn hay khu vực xung quanh hồ Tây. Vậy điều gì đã khiến khu đất trên đường Phạm Văn Bạch được cơ quan ngoại giao của Mỹ lựa chọn? Với tính chất đặc thù của đại sứ quán, có thể thấy việc kết nối thuận tiện với sân bay là điều được ưu tiên hàng đầu. Với tiêu chí này, khu đất trên đường Phạm Văn Bạch có lợi thế rõ rệt so với đại sứ quán hiện tại ở số 7 Láng Hạ. Cụ thể, trụ sở mới đại sứ quán Mỹ cách đường Phạm Hùng hơn 1 km, từ đây có thể chạy thẳng cung đường vành đai 3 trên cao, Mai Dịch Nam Thăng Long để di chuyển đến sân bay Nội Bài. Trong khi đó, khu đất số 7 Láng Hạ nằm sâu trong nội đô, việc di chuyển đến sân bay là phức tạp hơn. Chưa kể những con đường xung quanh như Láng Hạ hay La Thành lại có bề ngang tương đối hẹp, lưu lượng giao thông lớn. Tiếp đến như đã đề cập ở trên, sự kiện hôm 25 tháng 8 vừa qua được tổ chức tại khách sạn Marriott. Khách sạn năm sao này là địa điểm nghỉ ngơi quen thuộc của những chính khách nổi tiếng trên thế giới khi đến Việt Nam như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, Donald Trump hay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Marriott được hoàn thành vào năm 2013, quy mô 9 tầng, nằm trên đường Đỗ Đức Dục, cạnh Bảo tàng Hà Nội, cung triển lãm kiến trúc quy hoạch và trung tâm hội nghị quốc gia, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, thương mại, mang tính quốc gia và quốc tế. Từ vị trí này di chuyển đến trụ sở mới đại sứ quán Mỹ khoảng 5 phút đi xe, tiết kiệm thời gian đáng kể so với việc di chuyển đến số 7 Láng Hạ khoảng 15 phút. Bán kính 1 km xung quanh trụ sở mới đại sứ quán Mỹ có nhiều trụ sở bộ ngành, các cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam. Ngay trên mặt đường Phạm Văn Bạch là tòa nhà của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội, Thanh tra Chính phủ. Trên đường Tôn Thất Thuyết cách đó khoảng 500m là trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Nội vụ Việt Nam tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, tòa nhà Liên cơ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Đường thủy Việt Nam. Ở khu vực đường Dương Đình Nghệ là vị trí trụ sở của Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Viễn thông và Tổng cục Hải quan. Nằm trên đường Nguyễn Tránh cách đó 1 km là trụ sở kiểm toán nhà nước. Bên cạnh đó khu vực này còn có trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều cơ quan báo chí lớn. Bên cạnh đó, đường Phạm Văn Bạch nói riêng cũng như khu vực Mỹ Đình, Mỹ Trì còn là nơi quy tụ của các tập đoàn kinh tế tài chính quy mô lớn cạnh trụ sở mới đại sứ quán Mỹ là tòa nhà FPT Tower, trụ sở của tập đoàn FPT. Cách đó 300m là trụ sở tập đoàn Viettel. Ở nút giao Phạm Văn Bạch Dương Đình Nghệ là trụ sở tổng công ty PVI và tổng công ty Mobile Phone. Tại góc ngã tư Phạm Hùng Dương Đình Nghệ là cụm công trình Keng Nam Landmark cao nhất Hà Nội hiện nay với 72 tầng. Bên trong công trình này là trụ sở làm việc của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ. Nằm trên đường Phạm Hùng và đoạn Dương Đình Nghệ Tôn Thất Thuyết là trụ sở của Vinaconex 9, Simco Sông Đà, Sunrise Group, các khu phức hợp Vinhome Sky Lake, FLC Complex, trên đường Mễ Trì là trụ sở của tập đoàn Vitexco. Ngoài ra, trục đường Trung Kính, Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ hay Phố Duy Tân còn được ví von là thung lũng silicon của Hà Nội, khi các công ty công nghệ thông tin lớn nhỏ trong và ngoài nước đều hội tụ về đây. Là trung tâm kinh tế tài chính của Hà Nội, khu vực này đồng thời là nơi có dân trí cao với các dự án bất động sản và hệ thống cơ sở giáo dục y tế. Khu đất phía đông nam trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ là ba tòa căn hộ Golden Park View, Star Tower và Luxury Park View. Phía bên kia công viên cầu giấy là khu đô thị dịch vọng. Mạn đường Phạm Hùng có khu đô thị sông Đà Mỹ Trì, xa hơn là The Manor Central Park. Đối diện trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ là Viện Huyết học Trung ương, bán kính 1,5 km có Bệnh viện 198 Bộ Công an và hệ thống trường các trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Với việc nằm gần đường vành đai 3, nơi chuyển giao giữa nội thành Hà Nội và các khu, các quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm được hưởng lợi về phát triển hạ tầng giao thông. Về giao thông, hiện nay đường Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết và Trần Thái Tông có bề ngang 40m, đường Dương Đình Nghệ rộng 50m. Có thể thấy giao thông xung quanh trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ thông thoáng hơn đáng kể so với khu vực số 7 láng hạ. Theo quy hoạch khu H22 thành phố Hà Nội, tuyến đường Dương Đình Nghệ hiện nay sẽ được kéo dài đến đường Cầu Giấy, kết nối với đường Nguyễn Văn Huyên. Tương tự, đường Trung Kính sẽ được kéo dài đến đường Hoàng Đạo Thúy. Cả hai dự án nói trên khi hoàn thành sẽ đồng bộ, tạo nên tuyến vành đai 2,5 của thủ đô. Giai đoạn từ nay tới năm 2030, đường Dương Đình Nghệ sẽ được mở thông tới đường Láng, vành đai 2. Cùng với đó, trục đường Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ sẽ được làm đường trên cao với bề ngang 19m với 4 làn xe, tạo thành tuyến đường nối đại lộ Thăng Long với vành đai 2. Ngoài ra, chạy trên trục đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Kính, Phạm Văn Bạch, trần thái tông còn có tuyến đường sắt đô thị số 4 Đông Anh Mê Linh. Do đó, sẽ có hai ga dừng của tuyến metro số 4 này nằm gần trụ sở mới của đại sứ quán Mỹ, một ga ngay trước FPT Tower và một ga ở ngã tư Trung Kính Dương Đình Nghệ, trước trường trung học cơ sở Yên Hòa. Nằm tại khu vực giao cắt giữa đường Dương Đình Nghệ và Phạm Hùng, cách đường Phạm Văn Bạch 500m về phía Tây Nam là dự án công viên và hồ điều hòa CV1 với tổng diện tích hơn 3,9 ha. Đây là một trong bốn mảnh đất được quy hoạch làm công viên trên địa bàn quận Cầu Giấy, bên cạnh công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy và Nhân Chính. Với dự án CV1, không gian xung quanh trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ sẽ hưởng lợi từ hai hồ nước lớn. Báo chí quốc tế viết về chuyến thăm Việt Nam của bà Harris Truyền thông quốc tế đánh giá chuyến thăm Việt Nam của Phó Tân thống Mỹ là bằng chứng cho thấy quan hệ hai nước ngày càng tiến triển. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 24 tháng 8 tới Việt Nam sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, nơi bà cam kết Mỹ sẽ gắn bó lâu dài với Đông Nam Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chuyến thăm Việt Nam 3 ngày của bà Harris diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Mỹ đang trên đà phát triển tích cực những năm qua, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, an ninh hàng hải và hợp tác ứng phó COVID-19. Báo chí quốc tế đánh giá mối quan hệ giữa hai cựu thù đang ngày trở nên gần gũi hơn và chuyến thăm Hà Nội của Phó tổng thống Harris dường như là bằng chứng rõ nét nhất cho điều này. Tại các cuộc gặp lãnh đạo Việt Nam, Phó Tổng thống Harris khẳng định Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực. Các hãng thông tấn, tờ báo quốc tế cũng theo sát hoạt động của Phó Tổng thống Harris trong 3 ngày tại Việt Nam. Bà dự lễ khai trương văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ tại Đông Nam Á, dự lễ ký thỏa thuận xây dựng đại sứ quán mới của Mỹ với tổng giá trị dự án 1,2 tỷ đô ở Hà Nội chứng kiến lễ trao vaccine COVID-19 Mỹ viện trợ cho Việt Nam hay đặt hoa tưởng nhớ cố thượng nghị sĩ John McCain trước phù điêu bên Hồ Trúc Bạch. Nhiều tờ báo trích dẫn phát biểu của Phó Tổng thống Harris trong họp báo chiều qua tại Hà Nội gọi chuyến thăm của bà là báo hiệu cho khởi đầu của chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ. Chúng tôi có cam kết lâu dài với mối quan hệ này bởi vì nó quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của cả người dân Mỹ và người dân Việt Nam, bà nhấn mạnh. Theo báo chí Mỹ, chuyến thăm Singapore và Việt Nam trong 7 ngày qua là cơ hội để Phó tổng thống Harris khẳng định vị thế của bản thân trên trường quốc tế sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Trung Mỹ hồi tháng 6. Hãng thông tấn này nhận định, chuyến thăm Đông Nam Á của Phó tổng thống Harris với hai điểm đến là Singapore và Việt Nam nhằm mục tiêu thiết lập lại mối quan hệ với khu vực sau những năm đầy biến động dưới thời cựu tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh. Việc mở văn phòng CDC Mỹ khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội và tuyên bố của bà Harris tặng Việt Nam một triệu liều vaccine COVID-19 cũng nằm trong nỗ lực này. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ còn quay trở lại thêm nhiều lần nữa, hãng thông tấn của Pháp dẫn lời Tổng thống Harris nói trong họp báo ngày 26 tháng 8. Theo báo chí châu Á, chính quyền Biden hiếm khi bỏ lỡ cơ hội để đề cao tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á đối với chương trình nghị sự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ đang theo đuổi. Washington có lẽ hy vọng chuyến thăm Singapore và Việt Nam của Phó Tổng thống Harris sẽ cho thấy quyết tâm và cam kết Mỹ dành cho khu vực. Mỹ thời gian qua đang tăng cường củng cố quan hệ với Đông Nam Á, thể hiện qua chuyến thăm Singapore, Việt Nam và Philippines của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hồi tháng 7, hay việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia học trực tuyến nhiều ngày với các ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới khu vực kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức hồi tháng 1 và là Phó Tổng thống đương nhiệm đầu tiên thăm Việt Nam. Dưới phân tích đánh giá chuyến thăm lần này là cơ hội để bà xây dựng ảnh hưởng chính trị quốc tế. Singapore và Việt Nam là hai quốc gia ASEAN có tên trong hướng dẫn tạm thời cho chiến lược an ninh quốc gia được chính quyền Biden công bố hồi tháng 3, nêu rõ các đối tác mà Washington muốn hợp tác sâu rộng như một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Austin rõ ràng nhằm củng cố mục tiêu đó, bình luận viên Nai Bowie từ báo chí châu Á nhận xét.